Tính đến thời điểm hiện tại, phim Tứ Hải Trọng Minh đã đạt 2 triệu lượt đặt trước chờ xem. Màn chốt đơn này là do khán giả check và trailer cuốn quá cuốn, hấp dẫn hơn cả nữ chính Cảnh Điềm và Trương Lăng Hách đều có tạo hình lay động lòng người. Ngày 30 tháng 7, Sohu đưa tin, dàn diễn viên Tứ Hải Trọng Minh đã có buổi họp báo giới thiệu dự án. Trong đó, nữ chính Cảnh Điềm nổi bật bên đàn em Trương Lăng Hách. Hai diễn viên hơn kém nhau 9 tuổi nhưng vẫn đẹp đôi vì đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh trẻ trung quyến rũ hơn tuổi. Trong buổi họp báo, Trương Lăng Hách khen đàn chị rất trắng đến nỗi nữ diễn viên thậm chí không cần đến tấm phản chiếu trong quá trình quay phim. Trong khi đó, Cảnh Điềm khen ngợi Trương Lăng Hách cao ráo điển trai, gương mặt như tượng tạc. Trương Lăng Hách cao hơn 1m9 nên tạo cảm giác vững chãi, an toàn cho bạn diễn. Cảnh Điềm sinh năm 1988 từng được miêu tả với những mỹ từ như đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh, bông hoa phú quý chốn nhân gian, hoa khôi học viện điện ảnh Bắc Kinh, một trong kinh thành tứ Mỹ cùng Bạch Băng, Hàn Tuyết và Cam Vi. Khi đóng phim Repeat I Love You vào năm 2012, Cảnh Điềm chung khung hình với đàn chị Trương Bá Chi, cô hoàn toàn không lép vế trước ngọc nữ đẹp số 1, số 2 Hồng Kông. Thậm chí theo Sohu, nếu xét về đường nét trên gương mặt, Cảnh Điềm vượt trội hơn so với Lưu Diệc Phi, thân hình cô cũng thon thả hơn. Cảnh Điềm và Lưu Diệc Phi đều là những mỹ nữ đẹp nức tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ. Khi mới ra mắt, nhờ vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình, Cảnh Điềm được các nhà sản xuất o bế hết mức. Nữ diễn viên liên tục góp mặt trong bom tấn điện ảnh kinh phí khủng, đóng cặp với những tài tử hàng đầu như Thành Long, Lưu Đức Hoa, Tôn Hồng Lôi, Trần Tử Đàng. Đáng tiếc, Cảnh Điềm không tận dụng được cơ hội của mình. Những bộ phim này thất thu và nữ diễn viên bị gọi là thuốc độc phòng vé. Những năm qua, Cảnh Điềm vẫn chăm chỉ đóng phim truyền hình. Tuy các bộ phim của cô không bùng nổ lớn nhưng vẫn có thành tích nhất định. Trong đó có thể kể đến những tác phẩm được khán giả Việt Nam yêu thích như Tư Đằng, Lưu Quang, Tri Thành, Đại Đường Vinh Diệu, Lạc Du Nguyên. Tứ Hải Trọng Minh chuyển thể từ tiểu thuyết Ta Có Ba Trúc Mã Là Long Ngạo Thiên của tác giả Y Đái Tuyết. Trong phim, Cảnh Điềm vào vai một thầy thuốc dân dã là Nam Nhàng, muốn tìm cách cứu mẹ nên đã bước vào con đường tu tiên. Tình cờ nàng cùng đế quân Kê Dương đang che giấu thân phận Trương Lăng Hách đóng gặp gỡ, Kết Linh Tế Ấn rồi trở thành phu thê với Kê Dương. Cả hai có tính cách trái ngược nhau, một đế quân cao ngạo lạnh lùng, một nữ thần y đam mê tìm tòi cách cứu người. Họ vốn không ưa đối phương nhưng trong quá trình nghiên cứu căn bệnh của mẫu thân Nam Nhàng lại vô tình bị cuốn vào một âm mưu của tiên giới. Netizen chờ đón phim vì màn kết hợp của hai cực phẩm nhan sắc trong cbiz, xem vì đẹp đã hay dở tính sau. Đẹp quá gấp đôi visual luôn, nữ chính phải xinh như thế này mới xứng với Trương Lăng Hách nè. Trời, trai xinh gái đẹp, nguyên tác chuyện này vừa hay vừa hài, nhân vật nào cũng được xây dựng rất tốt. Mong lên phim đừng có cải biên quá mức, cặp này đẹp quá, nữ chính đẹp mê mẩn. Phim này không biết hay không nhưng chắc chắn bổ mắt, nữ chính cỡ này mới đáng xem nè. Sau thời gian dài mong đợi, bộ phim sẽ chính thức ra mắt bắt đầu từ ngày 31 tháng 7 trên nền tảng Mango TV lúc 22:30 theo giờ Việt Nam và vào lúc 23:30 giờ Việt Nam trên nền tảng IQIYI. Phim sẽ cập nhật 12 tập liên tục trong tuần đầu tiên. Ngày đầu phát hành sẽ chiếu 4 tập đối với tài khoản VIP. Lịch chiếu của Tứ Hải Trọng Minh lập tức gây chú ý khi giờ lên sóng có vẻ như đang ưu ái cho các cú đêm. Đây cũng là một trường hợp chưa từng có tiền lệ của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ những năm gần đây, khi cố tình sắp xếp lịch chiếu vào khung giờ nửa đêm không phải lý tưởng cho mọi đối tượng khán giả.